ស្តីពីមន្តរាយចិត្តិសឡាញ់កបានថ្ងៃនេះយើងនឹងមកសិក្សាបន្តថ្ងៃមុនយើងកបានស្វែងយល់ហើយអំពីវិបាកសត្វនិយមសត្វនិយមជាទីជាពីគឺពុរិសាសត្វនិយមមួយពិសេសសនាសត្វនិយមមួយចឹងថ្ងៃនេះយើងមកនិយាយអំពីពុរិសាសត្វនិយមនឹងពិសេសសនាសត្វនិយមមួយអញ្ចឹងនៃទីមួយគឺពុរិសាសត្វនិយម ពុរិសាសត្វនិយមគឺប្រើចំនួនឈ្មោះរបស់មនុស្សសត្វឬអ្វីៗដោយចំពោះរូបណាប្រើចំនួនឈ្មោះមនុស្សសត្វអ្វីៗដោយចំពោះរូបប៉ុន្តែគេមិននិយាយទេឈ្មោះទេបាទអានេះណាប៉ុន្តែគេមិននិយាយទេឈ្មោះទេប៉ុន្តែមិននិយាយទេឈ្មោះទេយកពាក្យតែនិយាយទេឈ្មោះទេ ជាបកធម្មពុរិស័កគឺនិយាយចំពោះមនុស្សដែលលោកនៅឆ្ងាយនៅឆ្ងាយអញ្ចឹងតើបកធម្មពុរិស័កនឹងនិយាយចាត់ទុកថាជាបកប្រធានជាម្ចាស់របស់មួយជឿយើងតូការណាបើយើងមានបកប្រធានហើយយើងត្រូវមានកិរិយាសម្រាប់ផ្លូវរបស់មានទូរយៈភាពនឹងគ្នាអញ្ចឹងលោកយើងគាត់សិក្សាបានលោកក្នុងអាខ្យា
dân mưa tạm bị kho tạc chát có lúc chạy trên cho mùa đi sát nhận quỷ đề nè bị kho tạc chát nhận quỷ đề nên chứ không một mùa đi sát tạc sát đó bị đỡ cho mùa đơn và không một mùa đi sát được có và không mà mùa đi sát bị kho tạc chát nhận bị kho tạc chát chứ những lần của mình bây giờ lên thường đặt sát đỡ không có cái sát thì mỗi lần mình qua đấy đặt nhà chứ khi nào mình qua đặt nhà tăng cùng với buộc luôn và không có cái sát tăng e của chân nát tăng của hút của chân nát hôm nay khang trả sát vật cái đấy ạt nó vật cái đấy đều sử dụng máu cùng miền chúng muốn sang sập pin mình qua là sang sập pin qua chứ những lần của mình biết đã buộc thì mỗi lần sang sập pin là sang sập pin qua đặt nhà nè chứ khi chưa mọi người chưa nè chứ cả là bây giờ sơ xa bằng tập không một bộ đề sang chân hơi cứ dừng ai hồ tiểu ho nè tiểu ho đặt đủ mỏ đồng bình dừng chát được nó phải dốt nên phải sao phải lấy được lục ra nè vì pro tha cầu cây chìa phải dùng cắt tôi cái đấy phải dùng hẹn phải cắt tôi cái đấy rước phải dùng cắm hẹn phải cắm phải dùng kiếp đi cái đôi nè vì sắp tiền nhân bộ đề sang hay đấy kể giá nè trước vừa dùng cái tiền làm việc khoa đặc gia để dùng bản học sức xa cái nội lòng sơ là của cả sức xa nói chung miền của mình để không cả được dùng và đây chúng tôi nhờ những cái được làm việc họ bây giờ đặc sắc thì đây chúng tôi không có để sang một tòa nhà nhưng mình việc họ được một giờ một tháng tác không là ta dùng nguyên vị thi bổn bạch tròn từ đặc sắc nó kiểu là tổ chức sát hay buộc cho một đường và không một bộ đề sát và khang và tham mạo bị khó đó từ chỗ xếp là xếp chỉ ổ như bạn được thả sổ nán sổ rồi có nè đó số nếu như mà làm vị thi là chuẩn luật cho học sinh nên chuẩn luật cho học sinh chuẩn luật cho nó là số đi số thì kì nè số đi thì kì là biết có đi thì nặng nè số thì kì kiềm năng cái trả tệ là cái trả tệ chứ mà anh làm một tiền ho đấy nghe vì sao mà anh làm một món là đặc sắc đấy từ món đặc sắc từ dương mong vì sao là so đấy là đặc sắc từ số đã đủ đứng xịt là xịt chỉ ổ nè chỉ bằng việc khá so chết cảnh chặt đấy từ dương nhân việc khá của mạng thiết ạ cảnh trái nâng tích và tầm mạng ngà chức tích và tầm mạng ngà đấy cứ nộp nóng bạn thọ mà bồ đề sát khang phật ra sáu bát nên ai trở về chân nát một bát bị khoa tát bị khoa tát già bị khoa già cái đồng vật tâm bản à chứ dùng sự sáng để mà chụp hết chứ cái đồng tiền đấy cứ so đến cơ chế ai trở về chân nát tên đến cơ chế ai trở về chân nát cứ dùng những cái tế on tế cơ chế khu về chân nát tế chế ai trở về chân nát chứ so đến cơ chế ai trở về chân nát dùng bằng việc tôi giải quyết đầu tiên từ việc bằng kiến nên đầu tiên bằng kế kể ra bởi sao thì mình khoa đặc giác thì chắc chúng ta kể ra nó khi chơi kể ra là khoa đặc giác và thông một cuốn sách là xung quanh thời điểm tiếp nhận ánh nhận sách bởi bàn và thiên thể của chân nát kể ra của chân ai cầu ấy để của chân nát tiếp nhận bởi tham ấy số gì ai cầu ấy chân nát ví cứ mong bị xếp ý rồi bắt bắt màu pháp xếp là xếp kiểu ổ chứ xếp xếp dũ ai cầu ấy chân nát xếp bởi khác thà đi dũ bởi thà đi đắng tặng lại chứ đặc sắc nó cứ bởi thà đi số ý thì nè vì thế này đứa cho số ý vì này số ý bà bọn anh ấy cứ phải chụp nút hết cái đó là giặt anh ấy cứ phải chụp nút chụp nút chụp nút chụp nút của nó nút sắt này đây dọc việc nó giờ là thế một của nó này số ý vì bà bọn chứ các bạn đấy cách chặt tiếp sẽ còn lừa như bà ở tam ca cách chặt tiếp còn cùng tố của bán rồi mềm tố của bán rồi tam tầng nữa đấy này đường đào nó này đường đào là đường trẻ nông nó lên trẻ ta cách chặt tiếp còn cùng thầu nên nếu mà đặt cho bạn là cá cách chặt tiếp còn cùng thầu tên nó cứ còn cúng đặt cách khác trẻ khác còn mặt kia nó cứ một trẻ thật thầu tiếng đấy hay ảnh nó ảnh chặt chặt tôi biết quy chặt cả nên chặt tôi bị chặt cả phải điều cắt đấy tức mưa đổ mưa đấy cái đó là chặt tôi bị chặt cả cứ cái đầu lạc là nó cứ nhận biết cách chặt tiếp còn cúng thầu nó còn cúng thầu chứ kia mang cảm sợ nó kia mang cảm sợ chính so lòng tiền ấy cứ
dương trẻ khác cho biết đẹp đó chủng nuốt cứ biết là thế thì dâu móc một chủng nuốt nay chủng nuốt chứ dương trẻ khác xấu thì thế cái chặt tế còn cùng tốt chiều mắt càng rộng chứ dương thì về chủng con cùng phần nào nạn để mình chút hai thì dương dương thao tháng bắt thông một cô đấy và thông một cô để sát để mình chút ngày nên mình chút ngày thì dương thao và thông một cô để sát nên thì dương lo sợ xa nên sao cũng được cái được luôn còn bây giờ gặp dương mới được dương kỳ giá để có cùng mình một phần đặc giá hay còn thiếu một lượng đại nên để chỉ cần biết nhân lực là chứ kỳ giá một cặp còn một phần đặc giá thì cần mạnh thiết ăn phải trái tinh vật làm bàn à tinh tinh vật làm bàn á định đồ cái đóng và thông một cô để sát em của mình trên này nên tham ra sát các tôi bị chặt cả chính cả năm ở dùng nhân kỳ giá này bao giờ chúng ta kỳ giá và nên chứ hiện tại về thì chính thế thì chúng ta tin là người đã thì đồ đóng và thông một cô để sát chứ mà không một cô để sát đâu đỡ hay nát thì là một tạp sát này biết cái dương dương không đấy tạp sát của người đang có thông một cô để sát và có bị thoát đặc giá dương này đọc kiểm dụng của món thoát tán đồ để sang sự ví bị thoát đặc giá nhé chứ dương dương đầu tiên họ kiểm đến số riêng thế cái chặt tế còn cùng tố kiểm năng cản cản sợ nên cứ đây mà thông một cô đấy và thông một cô để sát thì tạp sát cứ như dây chồng móc móc để nối nối chân hai từ nhiều bệnh viện bụng cột vì họ đi nhiều việc đó như đó lấy những người bụng phần đó nâng từ bờ chồng nối chồng nối chân móc hay là bệnh nhân bờ chồng móc để là sao hay dùng bệnh bờ chồng nối dùng bờ nhiều lần nhập đậm đà của đó là chúng ta của ba sản phẩm nè lúc có cô đi xa nè cô đi xa nè nâng từ bờ chồng móc bờ chồng nhiều lần nhập đậm đà chồng nối bờ chồng móc dùng nhiều vì bờ chồng móc hay là dùng bờ chủng loại đặc biệt những được là chủng loại đây giờ bị là chủng loại mình chứ còn đang là buổi xá thiềm mắng hay lắm cái cạch tròn tiệm mình cái cạch tròn tiệm nó chứ cạch tròn tiệm chứ còn đang buổi xá một vị buổi xá thứ buổi xá sắp hay nứng ăn cái đó còn nứng và bề khăn của khu vực chân ăn nứng á buộc đường dù nứng là dù chia à như bạn biết là cô đấy cô để xa nếu cô để xa thì cô lo lắng tàn lại nên cách chọn tê nên cách chọn tê khăn của khu vực này nếu dùng miền khăn và không có cô để xa của khu vực này cứ tê on on tê cho nó tiến đến on tê đời chúng mới đến cô để xa cô lo tàn lại cách chọn tê cùng cùng tốt khi mà cả cảm xúc nên sơ mới đến tà sắp của chúng mới đến xa cực tí vì họ gia tăng của khu vực này càng e của mình này tăng ra sản phẩm tăng atano quả nếu vừa xa còn thì biết cứ dường như vậy chọn chúng nó tình đoạn dường công thần nhận dễ thật lời trong mối tình cứ dường như vậy chọn chúng nó rồi còn niềm niềm là còn niềm niềm nhất là sức chưa nhiều khen mặc kia thiệt nên dường hại khen mặc kia thiệt ví dụ hại khen mặc kia thiệt dường là việc mặc kia là ra vừa để xa thì có lo cần lái cái chân tiếp cận cùng tố kiềm năng cản sợ nó kiềm năng cản sợ chứ dường là mặc kia thiệt dường cho việc khi cần lái với mình thật cần lái chứ dường cho mình thêm việc ý một và xong rồi mình đã dùng là việc tiền nát tiền ở đó tí dùng cho nát tí một là nát tí tri kê tầng lại tri kê tầng lại anh chứng nhận là đó phát tăng cứ có hàng hai chứ mà chưa có khu vực nào còn nghĩa này nếu chưa có khu vực nào